Hòn đảo đáng sợ và kinh dị nhưng sẽ có nhiều bạn muốn đến đây. Đó là hòn đảo của những con búp bê ở Mexico. Câu chuyện bắt đầu từ ông Don Julian Santana. Ông rời bỏ gia đình đến sống trên cái hòn đảo này một mình. Không lâu sau đó ông phát hiện một cô gái chết đuối trên cái sông này. Và khi đến gần thi thể cô gái, ông nghe một cái giọng nói. Quá sợ hãi, ông nhìn xung quanh và thấy một con búp bê trên sông đang trôi đến và ông đã treo con búp bê đó lên gần thi thể cô gái. Và sau đó cứ mỗi lần ông đi ra ngoài, ông sẽ thu gom những con búp bê bị bỏ rơi ở các bãi rác về để treo trên hòn đảo này. Và vào năm 2001, ông này đã qua đời và điều đáng sợ là cái thi thể của ông được tìm thấy ngay tại chỗ cô gái chết đuối trước đó và mọi người tin rằng cái chết của ông là do cô gái vẫn ám ảnh cái hòn đảo. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.